Trân trọng kính chào quý đầy tớ Chúa, ông bà mục sư Long và thầy cô mục sư Nguyên và tất cả quý anh chị em yêu dấu trong Chúa. Đứng đây, hồi xưa tôi đi bộ từ nhà đến đây để thờ phượng chung với quý vị, nhưng mà hôm nay thì lái xe. Nhưng mà khi đến đây tôi thấy sự bình an của Chúa và thờ phượng Chúa chung với tất cả quý đầy tớ Chúa và các ông bà anh chị em trong hội thánh. Cảm ơn Chúa cho tôi có cơ hội đến với quý vị. Một lần nữa chúng ta trong sự thờ phượng này, chúng ta đến với Chúa để Chúa hướng dẫn chúng ta vào trong lễ thật của Chúa. Lạy Chúa yêu dấu của chúng con cảm ơn Chúa những bài hát trong ban thờ phượng hướng dẫn chúng con. Thật là ý nghĩa và sâu đậm, đầy dẫy sự an ủi cho tấm lòng chúng con và rất thích hợp cho sứ điệp buổi sáng hôm nay là sống thỏa lòng trong Chúa. Chúa ơi, chúng con là những con cái nhỏ nhoi của Chúa. Giờ này chúng con lắng nghe tiếng phán của Chúa. Chúa là thần lẽ thật. Xin Chúa dạy dỗ chúng con bằng thánh linh của Chúa. Xin Chúa mở lòng, mở tâm trí chúng con để lắng nghe tiếng phán của Ngài. Nguyện lời nói của chúng con, sự suy gẫm của chúng con được đẹp lòng Chúa. Trong danh Chúa Giêsu, Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, bài giảng này có lẽ tôi đã sống một vài tháng rồi đó, chứ không phải là một vài tuần đâu. Tại vì tôi dọn nhà, sống 14 năm trong một cái mái nhà, không biết mình có bao nhiêu đồ đạc. Cho đến khi mình dọn đi, thì tôi đã mướn một số người dọn một số đồ đi cho tôi rồi, tôi tưởng là hết rồi. Well, no. Khi tôi mở cái gara của tôi ra thì tôi nói, ủa sao mà tôi nghĩ là tự nhiên hết rồi mà tại sao nó còn... Tôi phải mượn xe truck của ông anh tôi phải chở 12 chuyến to the garbage dump mới là xong cái gara của tôi. Bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là thiếu ở trong cuộc đời của chúng ta. Thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta sống trong thung lũng Silicon Valley này. Mình hỏi một câu mà nó cũng đúng tim đen của mình nữa, phải không? Thưa quý vị, bao nhiêu mình nghĩ mình có là sẽ đủ? 5 triệu? 10 triệu? Ok, không dám hỏi nữa. Okay. Bao nhiêu là đủ? Nếu mà các bạn, các em nhỏ, hồi sáng tôi giảng thì cái video game đó, nếu mà có một cái video game là đủ rồi, phải không? Cái cell phone, nếu mình có cái cell phone mới là mình đủ không? Hai tuần trước tôi về, tôi dạy trường thần học Hà Nội và tôi đi ở ngoài đường phố và đi ăn với các bạn. Bây giờ ai cũng có iPhone 15 hết á. Mà cái iPhone mình sao mà thấy quê mùa quá à. Ai cũng có iPhone xịn hết á. Mình có iPhone 15 có đủ không quý vị? Yes? 16, ok. Chị đang chờ 16, ok. Bao nhiêu là đủ? Mình có một cái job mới, một nhà mới, một xe mới, có lẽ một cái retirement package mới. Bây giờ có một nhà không đủ, maybe có một cái vacation home nữa. Mình hỏi cho cùng là mình có bao nhiêu là đủ trên cuộc đời này. Việt Nam có câu là lòng tham không đấy. Nếu lòng tham không đấy thì không bao giờ có gì đầy đủ hết, phải không? Nó vô tận, phải không? Nhưng mà trở lại là mình có bao nhiêu vật chất là đủ. Có một người viết một quyển sách nổi tiếng, How much is clutter costing you? Cái sự bề bộn nhiều vật chất trong nhà của mình đó, tốn kém mình biết bao nhiêu. Người ta phỏng đoán trong quyển sách này đó, trung bình đó, mình tốn khoảng một năm trời để tìm những đồ mà mình nghĩ là nó bị thất lạc ở trong nhà mình. One year of your life. Khi mình có nhiều đồ, nó bề bộn, nó ngổn ngang ở trong nhà,
thì nó rất là khó tìm, phải không? Ai mà có đồ nhiều trong nhà mình á, thì mình biết, phải không? À, tốn nhiều tiền, phải không? À, tôi không có đi mua đồ xịn, đồ sang đâu, tại vì không có tiền. Nhưng mà tôi rất là có một cái thú vị đi garage sale. À, khi mà tôi đi ngang một cái nhà nào đó mà có con tôi trong xe, hai đứa đó, à, tôi nói, oh, mình stop chút xíu nha, thấy garage sale, thấy nhiều đồ hấp dẫn quá. Hai đứa con tôi nói, Dad, Dad, stop, stop, đừng có xuống. Tôi nói là, one man's trash is another man's treasure. Một cái đồ mà người ta vứt bỏ là đối với đó là rác rến của đó, nhưng mà đối với Daddy là một kho tàng quý báu. Tôi rất là thích đi garage sale. Nhưng mà rồi á, mua cho đã, rồi nhiều đồ trong nhà quá thì đi Goodwill cho. Right? Bịch này đến bịch kia. Và tôi với hai đứa con trai tôi đem vô Goodwill cho. Và đi cửa sau á, Goodwill cho. Mà cái óc của tôi á, là thích đi Goodwill nữa. Đi cửa sau rồi đi cửa trước. Ô, bây giờ mình cần đồ, mình đi vô Goodwill mình mua nữa. Hai đứa con nắm hai tay tôi nói, Dad, Dad, stop. Coi như là cái mình có cái thói quen đi mua đồ rẻ cho nó vui, phải không? Mà quý vị mua đồ rẻ, quý vị về có xài không? Nó hồ chất như núi vậy, đâu có xài gì đâu. Mình không những tốn tiền, tốn chỗ chứa, và tốn nhiều thì giờ để soạn đó. Và thật ra cái nhà mà quý vị bước vào mà không có sạch sẽ ngăn nắp á, nó làm mình căng thẳng lắm, quý vị biết không? À, có một cái cô người Nhật, Marie Kondo. Marie Kondo hả? Cổ là người chuyên môn có những cái bài học hướng dẫn chúng ta là làm ngăn nắp nhà. Bây giờ mình làm ngăn nắp nhà không được, mình phải cần mướn người, học cái người giúp mình ngăn nắp nhà. Mà cái này là cái hiện tượng, cô này rất là thông thạo ở Mỹ này nha. Tưởng tượng cái nhà đó quý vị. Quý vị, chắc cái nhà của tôi chắc ở phía trên đó. Còn chắc cái nhà của quý vị là chắc ở phía dưới đó. Khi mình bước vào một cái nhà bề bộn là sao? Thấy nó căng thẳng lắm phải không? Hồi xưa tôi bê bối là ở nhà không clean up, tôi bị mẹ la hoài à. À, clean your room, con dọn cái phòng của con đi. Khi mình bước vô một cái nhà mà bề bộn mà ngổn ngang đó, thì cái tâm trí mình sao? Nó cũng ngổn ngang mà nó bề bộn, phải không? Đôi khi cái nhà mình nó bề bộn ngổn ngang đó, người ta nói đó, nó cũng phản ảnh cái tâm trí của mình nó đang bề bộn và ngổn ngang. Còn khi mình vào một cái nhà nó sạch, nó thoáng đó, thì mình bình tĩnh hơn và ngăn nắp hơn. Ở Mỹ này có một cái phong trào kêu là, một cái tư tưởng kêu là minimalism, có nghĩa là sống đơn giản. Bây giờ nước Mỹ này có nhiều chúng ta có nhà bự quá, nhiều đồ quá. Thì giờ có một cái phong trào nó ngược lại. Nó nói bây giờ đó, làm ơn, sống đơn giản bớt đi. À, sống đơn giản và lấy đi những cái không cần thiết trong cuộc đời của mình. Để cho mình sống đơn giản hơn. Như vậy mình khỏe hơn, nhẹ nhàng hơn và thoáng hơn và mình tự do hơn. Khi mình học tập sống đơn giản và bớt vướng bận bởi những cái thứ mà nó không cần ở trong cuộc đời của mình. Okay. Khi mình sống đơn giản thì nó nhỏ hơn. Mình sẽ học tập yên lặng hơn và mình được bình tĩnh hơn. Okay. So bây giờ họ nói là slow down, sống chậm lại, đừng có căng thẳng nữa. Và bớt mua sắm. Và mình enjoy, mình hưởng thụ hơn. Khi mặc dù mình có ít hơn, không có cần nhiều xa xỉ để mình hưởng thụ. À, tôi nghĩ cái ý này cũng rất là hay. Trong thế giới phồn thịnh trù phú như thung lũng hoa vàng chúng ta, luôn luôn mua sắm, thị trường biết bao nhiêu mà quảng cáo mà làm cho chúng ta mua. Mấy năm trước tôi có làm một cái study cho tôi trình bày ở khi tôi đi giáo hạt. Thì các thị trường nước ngọt, thị trường quần áo, thị trường sản phẩm, thị trường giày, họ spend cả tỷ bạc nghiên cứu
con em của chúng ta thích đồng hồ nào, quần áo gì, giày loại nào. Để đây là một cái thế giới tư bản mà nó đem chúng ta vào sự mua sắm không cần thiết. Mà quý vị biết không, khi mà con mình mua sắm thì ai đưa tiền? Cha mẹ, phải không? Sống trong một cái thế giới tiêu thụ rất là nhiều. Mà cái ý tôi muốn nói ở đây đó, mình có nhiều quá đôi khi nó cũng không có đơn giản, nhưng mà nó gây thêm bối rối và tốn kém thì giờ tiền bạc trong cuộc đời của chúng ta. Mà cái mà người lớn chúng ta gặp phải nhiều hơn vật chất á, là tâm thần của chúng ta không được yên ổn và nó bị phức tạp. Thế giới chúng ta bề bộn và chúng ta hiểu điều này rất là nhiều trong vùng này. Nhưng mà giới thiệu với quý vị một người ngày xưa, trở lại thời ban đầu của Hội Thánh, có một người, một môn đồ, một sứ đồ của Chúa tên là Phaolô. Phaolô sinh trưởng, một người sinh trưởng tại xứ Tạc Sơ. Xứ Tạc Sơ là một nơi nền văn minh của Hy Lạp. Trong thời đó, ngôn ngữ văn minh và tri thức của Hy Lạp, triết học của Hy Lạp là hàng đầu của thế giới. Phaolô trước đó tên là Saulơ. Phaolô trước đó tên là Saulơ, sinh trưởng một nơi trù phú và sung túc. Và Phaolô lớn lên là một công dân của La Mã. Công dân La Mã không phải là chuyện thường, không phải muốn mà có được không? Rất là hiếm có. Và La Mã là đế quốc trong thời đó rất là cường thịnh và hùng mạnh. Ai có công dân La Mã là người đó là người có sự trù phú ở trong xã hội. Phaolô không phải là một người bình thường. Sinh trưởng là một người học thức, có công dân La Mã, địa vị cao trọng trong xã hội. Thêm vào đó, trong vấn đề tôn giáo và tâm linh, Phaolô là một người thuộc dòng Pharisee. Ngày xưa có hai dòng rất là nổi tiếng ở trong thế giới Do Thái, Pharisee và Sadducee. Họ là hai dòng rất là được trọng ở trong nhà hội của Do Thái. Những người ở trong Pharisee và Sadducee được cao trọng, giàu có và quyền lực ở trong giáo hội. Phaolô là một người thuộc dòng Pharisee. Có nhiều người ở trong dòng Pharisee nhưng mà chưa chắc thuộc linh, chưa chắc có lòng thành khẩn yêu mến Chúa. Nhưng mà Kinh Thánh kể lại, đối với một con người như Phaolô, không những có địa vị cao trọng, nhưng mà phẩm chất thuộc linh rất là sâu. Ông này có một đời sống thuộc linh rất là cao. Ông theo Chúa một cách rất là kỹ càng. Ông giữ gìn luật pháp của Chúa rất là nghiêm túc. Một người này thật sự là một người yêu mến Chúa và yêu mến luật pháp của Chúa. Một người thật là đáng khen. Ông sốt sắng cho nhà Chúa đến nỗi ông thấy cái gì không phải từ nhà Chúa hay là phản lại nhà Chúa là ông tấn công liền. Vì sinh trưởng ở trong dòng của người Do Thái, cho nên Hội Thánh ban đầu và Chúa Giê-xu ban đầu đối với ông là một con đường sai lầm. Nhớ không? Phaolô nghĩ rằng Chúa Giê-xu là một người sai lầm. Hội Thánh mà Chúa dựng nên là một điều sai lầm. Cho nên ở trong cái tư thế, tư tưởng của một người kinh điển cựu ước, Hội Thánh ban đầu, Phaolô làm gì? Ông bắt bớ Hội Thánh. You are wrong. Phải không? Những người theo Chúa Giê-xu là những người sai trong cái sự mộ đạo lòng thành khẩn của ông. Ông nghĩ rằng những người thuộc về Chúa Giê-xu là sai, cho nên ông bắt bớ Hội Thánh. Đến nỗi Ê-tiên là người tử đạo, mình nhớ Ê-tiên lúc đó bị ném đá, và cái người đứng sau lưng đó nhìn xuống Ê-tiên là ai? Là Sao-lơ, là Phaolô đó. Cho đến khi Chúa Giê-xu gặp ông trên đường Đa-mách, và Chúa Giê-xu nói: Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta?
Cho đến khi Saul gặp Chúa thì mắt của ông, cái vảy nó ra, thì cái cặp mắt thuộc linh của ông được mở, và Chúa Giê-xu là đấng cứu thế thật sự mà ông đã từng bắt bớ. Có nghĩa là Saul hay là Phaolô là một người tin Chúa tận cùng, một người có lòng tôn kính Chúa, sốt sắng trong tâm linh. Và mình biết Saul là một người sâu nhiệm, đến nỗi Chúa dùng ông viết 13 quyển sách Tân Ước. Kinh Thánh Tân Ước có 27 quyển, mà Chúa dùng một con người này viết 13 quyển sách Tân Ước. Đây là một người có nhiều đặc ân và đặc quyền ở bên ngoài, ở trong giáo hội và trước mặt của Chúa. Có lẽ chúng ta nói Phaolô là một người thành công trong vật chất và trong tâm linh, phải không? Một người đáng khen. Phaolô có tất cả quyền thế, của cải và học thức và địa vị trong thời bấy giờ. Và bây giờ để Phaolô bày tỏ con người ông cho chúng ta thế nào là sống thỏa lòng. Phaolô viết trong Philip như chúng ta vừa nghe lời Chúa đoạn 4. Tôi là Phaolô. Tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi đều học bí quyết sống thỏa lòng, dù no hay dù đói, dầu dư hay dầu thiếu. Nếu một người thiếu thốn hay là chưa bao giờ có gì mà nói cái câu này đó, cái câu nói này rất là vớ vẩn, phải không? Nhưng mà cái câu nói này nó đến thật sự một người đã từng có mọi sự rồi, và một người đã từng mất hết rồi. Trong hai hoàn cảnh đó, ông đã trải nghiệm qua rồi. Và ông đi theo Chúa và ông viết lại một cái câu bất hủ này. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cảnh ngộ nào, tình huống nào, dầu no hay dầu đói, dầu có hay là dầu không, tôi học được bí quyết sống thỏa lòng. Thế nào là sống thỏa lòng? Ở trong thế giới này, nó dạy chúng ta là nếu mà chưa có thì chưa có happy. Nếu mà chưa đầy đủ thì cứ chạy theo con đường để đạt danh vọng, để có đầy đủ, rồi tới đó mới được thỏa lòng, mới happy. Càng có vật chất mới càng thỏa lòng. Nhưng mà đối với Phaolô, Phaolô là một người đã từng có tất cả những điều đó. Nhưng mà cuối đoạn Philip đoạn 4 ông nói rằng sao? Tôi coi những điều đó như rơm rác, như rubbish, như dung. Phaolô có một cái nhìn về cuộc đời, về Chúa, về chính mình một cách rất là sâu sắc. Bài học của Phaolô cho chúng ta như vậy. Sống thỏa lòng không phải là vật chất, không phải là hoàn cảnh, nhưng mà Chúa là đấng làm cho chúng ta thỏa lòng. Tôi không nhờ vào sức riêng, của riêng, ý riêng của tôi, con đường riêng của tôi, nhưng tôi nương cậy vào Chúa, vì trong Chúa là nơi tôi tìm được sự thỏa lòng. Và ông viết tiếp trong Philip đoạn 4, tôi làm được mọi sự. Có lẽ bao nhiêu năm tháng đi với Chúa, Chúa đánh bại cái tôi của ông, cái tự mãn của ông, đến nỗi Chúa đánh ngã ngựa trên đường Đa Mách và mắt phải mù. Một người Pharisee cao trọng trong một nhà hội như vậy mà bị ngã ngựa như vậy. Chúa đánh bại con người và bản ngã của ông. Và Chúa nói rằng tất cả những cái điều đó ngươi không có nương tựa được, nhưng mà ngươi nương tựa vào ta. Và có lẽ một người thành công giỏi dạc, giỏi giang, sốt sắng như Phaolô, ông cần phải gặp được Chúa và học những bài học mới nói được cái câu này. Bây giờ tôi biết rồi, tôi làm được mọi sự, không phải
trí thông minh của tôi, không phải tôi là trưởng ở trong nhà hội, không phải là tôi giàu có, tôi là công dân La Mã, tôi học những sự huyền nhiệm của Hy Lạp. Nhưng mà trong tất cả những sự đó, bây giờ tôi tìm lại được điều gì thỏa lòng nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi làm được mọi sự, tôi có mọi sự, tôi thỏa lòng vì tôi nhờ Chúa là đấng ban thêm sức cho tôi. Trong cuộc đời của chúng ta, quý vị, có bao giờ mình thỏa vòng lòng trong sự nghiệp của mình? Có lẽ bao giờ mình thỏa lòng trong sắc đẹp của mình, trong dòng họ bà con của mình, trong sự học vấn của mình. Đôi khi mình tự mãn trong của cải của mình, trong truyền thống đức tin của mình. Có nhiều điều mà chúng ta có thể nói tự mãn thì nó hơi quá đi, nhưng mà mình thỏa lòng, mình an phận. Nhưng mà càng năm tháng đi sâu với Chúa, điều gì thực sự còn lại là chỉ là Chúa và mình. Tôi làm được mọi sự, bây giờ Phaolô biết hết, nhờ Chúa ban thêm sức cho tôi. Đây là một con người thành công và nếm từng trải sự thất bại. Chúa là đủ rồi. Phaolô kể lại cuộc đời của ông, không những đã ở trong sự cao điểm của danh vọng, nhưng mà Phaolô kể lại cuộc đời của ông, Chúa dạy của ông những bài học khi ông ở dưới miền của sự khiêm nhường. Tôi là Phaolô, tôi trải qua như thế nào? Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng, đôi phen tôi gần phải bị chết, 5 lần tôi bị người Giuđa đánh roi, và mỗi lần thiếu một roi đầy 40, có nghĩa là mỗi lần bị đánh roi là 39 roi. Mà mỗi lần người ta đánh roi trong thời đó không phải đánh thường đâu, không phải là ba mẹ nhà đánh mình mấy cái roi bình thường đâu. Đánh roi lúc đó là cái roi của họ đó, họ bỏ gai, họ bỏ đinh, họ bỏ sắt, và họ bỏ những cái răng của con thú vào đó. Khi mà cái roi nó quất một cái đó, thì thịt xương và da của mình ra, và máu nó tuôn ra như vậy đó. Có nhiều người, những sử gia Tân Ước nói rằng có nhiều người bị đánh roi trong thời đó đó, chỉ 10 roi là máu chảy ra chết rồi, không có chịu nổi nữa. Phaolô chịu 5 lần đánh roi, một lần bị 39 đòn như vậy. 3 lần bị đánh đòn, một lần bị ném đá. Thường thường ném đá là bị chết đó nha, nhưng mà ổng chưa chết. 3 lần bị chìm tàu, thường thường chìm tàu là chết đuối phải không? Tôi đi vượt biên tôi gần chết. Quý vị biết, 3 lần mà Chúa cứu ổng, ổng không bị chết. 1 lần bị ném đá, 3 lần chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm. Biển sâu là không phải là biển thường. Lại nhiều lần tôi đi trên đường nguy hiểm ở trên sông bến, bao nhiêu là kẻ cướp giật, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình. Đôi khi dân ổng bán đứng ổng cũng không biết nữa. Nguy với dân ngoại là nó đâu có thích dân bên kia. Nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối. Đôi khi anh em bên cạnh họ bán đứng mình lúc nào không hay. Chịu khó, chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải bị nhịn ăn, chịu lạnh và lóa lồ, không có quần áo để mặc nữa. Còn chưa kể mọi sự khác nữa, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Phaolô không phải lo một hội thánh. Ông là một người giáo sĩ, là một thần học gia, một lãnh đạo hội thánh. Và ông đi từ chỗ này đến chỗ kia, ông lạc quyên, ông góp tiền, ông góp sức để ông huấn luyện nhân sự trong hội thánh. Ông giúp hội thánh này, rồi ông lo cho hội thánh kia, rồi ông cầu nguyện cho hội thánh nọ. Ông viết thơ, ông correspond. Biết bao nhiêu hội thánh mà Phaolô phải lo mỗi ngày. Đây là một người đa đoan cho công việc Chúa khắp nơi, mà chịu khó chịu nhọc như vậy đó,
Rồi cuối câu này ông nói: nào, có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào, có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung đốt ư? Mình thấy một cuộc đời để lại mà Chúa dùng ông một cách phi thường. Và Phao-lô nếm được bài học quý giá của Chúa, là Chúa ở cùng ông trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chúa là đấng tiếp trợ cho ông, đấng binh vực ông, đấng bảo vệ ông, đấng chăm sóc cho ông, đấng gìn giữ ông và đấng an ủi ông. Thưa quý ông bà anh chị em, điều gì thực sự còn lại trong cuộc đời của mình? Đôi khi mình nhờ những cái điều mà mình nghĩ nó có thể tiếp trợ mình được, nhưng mà một ngày nào đó nó không thể được. Năm ngoái tôi ngồi tôi counseling cho một gia đình. Anh chàng này là người Ấn Độ, 45 tuổi. Có bằng tiến sĩ về kỹ sư điện tử ở Đại học Cambridge ở bên Anh. Là một CEO của một công ty, một chủ tịch của một công ty. Tiền thì ăn ba đời không hết, don't worry about money, không có thiếu tiền đâu. Công ty của ông ở Menlo Park, nhà của ông Menlo Park. Anyway, tôi không có nói những điều này để khoe người khác. Nhưng mà tôi phải ngồi tôi counseling cho một người chủ tịch công ty như vậy. Con vợ ngồi khóc hết nước mắt. Vì bác sĩ nói rằng chỉ còn 2 tháng nữa ông sống thôi vì bệnh ung thư não. Tiền ăn cũng không được. Bằng cấp sự nghiệp nó không còn ý nghĩa nữa. Mình nhờ cậy vào ai? Chemotherapy, radiation, đến đoạn cuối cùng rồi nó vô nghĩa. Tôi làm trong công tế 12 năm, tôi đưa mấy ngàn người bị ung thư. Đến một giai đoạn nào đó, chúng ta chỉ nhờ cậy Chúa. Tất cả những điều khác nó không phải là cứu cánh của mình. Dầu bệnh tật, dầu khỏe, dầu no, dầu đói, dầu có hay dầu không, Chúa là đấng ban thêm sức cho tôi. Đây là bài học mà Phao-lô đã học kỹ càng và kinh nghiệm được với Chúa trong năm tháng. Và cũng trong một quyển sách khác, Phao-lô viết cho một người bạn đồng lao trẻ hơn mình, một học trò của mình là Timôthê. Vả sự tin kính cùng sự thỏa lòng, again cái câu này, Phao-lô học được bài học này cho chính ông. Và ông chia sẻ lại cho một người bạn trẻ sắp bước vào công trường hầu việc Chúa. Và sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo. Có ai đem theo gì được không? Ngày hôm qua tôi đi đám tang 200 người. Ngồi đó khóc cho một chị đó. Không đem gì được theo. Chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo. Và chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Điều gì thật sự còn lại trong cuộc đời mình? Như vậy, đó là nói tóm lại, kết cuộc. Miễn là đủ ăn, đủ mặc, thì phải thỏa lòng. Again, cái chữ thỏa lòng ở đây tôi rất là thích. Miễn là có vừa đủ là thỏa lòng. Còn ngược lại, như kẻ muốn nên giàu có, ắt xa vào sự cám dỗ. Mắc bẫy giò, ngã trong nhiều sự tham muốn, vô lý thiệt hại kia. Có lẽ đôi khi Chúa không cho mình có gì là một cái đặc ân. Đôi khi đừng trách Chúa, buồn Chúa. Đôi khi mình có gì mình trở nên tự mãn. Mình có gì nghĩa là bàn tay của mình làm nên tất cả. Và có lẽ có nhiều điều Chúa không cho là một cách Chúa bảo vệ mình. Và cái cách Chúa nói rằng đừng có nhờ cậy những thứ đó. Trust me.
Hãy nhờ cậy vào ta, vì con chạy theo những cái con đường đó, nó trở thành vô nghĩa và đau đớn. Có những cái mình có, mình không có handle được. Tôi muốn hỏi trong sứ điệp này, cuộc sống của con người chúng ta không có gì khác ngoài việc kiếm tiền hay đeo đuổi hạnh phúc cá nhân, hay là tin cậy Chúa và vâng theo Chúa? Mấy năm trước tôi có đọc báo một bà cụ kia ở Hồng Kông. Cụ đó thì không có tin vào nhà băng. Cụ đó lớn tuổi, 30-40 năm bà đi làm, bà dành dụm, bà không có tin ở nhà băng. Bà nói tiền tôi muốn có tại mặt tôi, tôi muốn đụng, tôi muốn rờ nó được, tôi không có bỏ vô nhà băng, nhà băng tôi không có thấy được, thành ra tôi không có bỏ tiền vô nhà băng. Thành ra quý vị biết bà bỏ tiền, bà cất tiền ở đâu không? Bà cụ đó bà cất tiền ở đâu? Dưới gầm giường của bà, dưới cái mattress á. Bà cụ này giữ tiền rất là kỹ, giấu tiền rất là kỹ dưới cái mattress của bà đó, cái miếng nệm á. 30 mấy năm trời bà đi làm, bà không có tin nhà băng. I don't believe in the bank. Bà đi làm, bà bỏ dưới giường đó. 30 mấy năm bà ấp ủ, bà nằm, bà ngủ trên tiền của bà 30 mấy năm. Nó sướng làm sao á. Nhưng bỗng một ngày đẹp trời kia, cô con gái của bà có một cái ý tưởng rất là sâu sắc. Cô nói mẹ ơi, cô nói rằng, cô không có nói với mẹ cổ, cô nói mẹ mình cái miệng nệm á hả, cái miếng nệm này nó bắt đầu hôi rồi, màu nó cũ kỹ rồi, mấy chục năm rồi, thôi bây giờ birthday của mẹ sắp đến rồi, mình mua một cái nệm mới mình tặng cho bà cụ. Và bà cụ đi vắng nhà hôm đó thì cô con gái mua miếng nệm mới, thiệt mới tinh nhiên. Lấy cái miếng nệm cũ ra, dục nó trong thùng rác. Bỏ cái nệm mới vô. Khi bà cụ bước vô cửa, Happy birthday mommy. Và đây là cái quà mới con tặng mẹ, là cái miếng nệm mới, thiệt mới, mới cắn chỉ mà. Bà nhìn vô cái nệm, bà xỉu luôn. Why? Tất cả the entire saving mấy chục năm của bà ở trong cái miếng nệm cũ đó. Bây giờ truck xe rác nó lấy nó đi hết rồi. Thành ra ai bây giờ mà đang để tiền trong nệm đó nha. Quý vị coi chừng mấy đứa con mà nó happy birthday mẹ là coi chừng đó nha, mấy bà cụ, mấy ông cụ. Nói đùa thôi. Rốt cuộc là sống thỏa lòng của mình nó không phải vào miếng, đôi khi vào cái gia tài của mình, vào cái sắc đẹp của mình, vào cái sự nghiệp của mình, vào cái danh tiếng của mình, vào cái địa vị của mình. Quý vị có thể nêu ra 1000 thứ mà mình có thể ảnh diện được. Có mấy đứa nhỏ nó chơi ở trong playground, mấy cô con gái đó, mấy đứa bé gái đó, nó khoe, nó nói đồ chơi của tao đẹp hơn đồ chơi của mày, giày của tao đẹp hơn giày của mày, nhà của tao bự hơn nhà của mày, ba tao giàu hơn ba mày, đủ thứ chuyện hết. Có một cái cô bé cổ ngồi im ru, mấy cô nhỏ kia có hỏi tôi tại sao nhỏ này nó không nói gì vậy ta, nó nói tụi tao có cái gì cũng khoe đó, mày đâu có gì mày khoe đâu. Nó nói má tao đẹp hơn má tụi bay đó. Bây giờ quý vị cãi làm sao? Loài người chúng ta đó có một cái gì đó mình muốn tranh đua, so sánh và so bì với người khác, phải không? Something in us thích tranh canh. Nhưng mà cái điều mà chúng ta được lời Chúa nhắc lại, chớ khoe mình. Như Jeremy nói, người giàu đừng có khoe giàu, người mạnh đừng có khoe cái mạnh của mình. Nhưng mà ai khoe là khoe ở trong Chúa. Follow tiếp làm sao? Như vậy. Ồ, cái này mình có rồi. Miễn là đủ ăn, đủ mặc. Thì phải sống thỏa lòng
Vì mình đi theo những cái thứ đó đó, đôi khi mình không biết nó là một cái bẫy. Nó đến từ cái tham muốn mà mình sẽ sa ngã trong cái bẫy đó. Ai nghĩ rằng mình trước khi mình vô cái bẫy chim là mình nghĩ là nó là không phải là bẫy. Khi vô rồi mình mới biết nó là bẫy. Đức Chúa Trời có khả năng ban cho anh chị em mọi ân phước cách dư dật, để anh chị em luôn được đầy đủ mọi mặt, hầu có thể chia sẻ một cách rời rộng trong mọi việc phúc thiện. Đây là bản 2011. Chúa có khả năng ban cho chúng ta những điều cần dùng, đôi khi dư dật nữa, mà chúng ta không cần quá bận tâm với nhiều điều khác. Mà tôi để ý một điều này nè. Nhiều đồ đạc trong gara, trong nhà mình, nó làm mình rối trí là một chuyện. Đó là, tôi nghĩ là chuyện nhỏ thôi. Nó là những vật vô tri. Mà mình nhớ, mình lo lắng quá, mình để cái mental stamina của mình, cái tâm trí của mình mà bề bộn, mà bị ngổn ngang ở đây mới là có vấn đề. Đồ đạc ở trong nhà vô thì nhiều đồ nó bực bội là đã là vấn đề rồi. Nhưng mà chuyện đó là chuyện nhỏ. Nhưng mà cuộc sống của chúng ta chứa đựng nhiều tham muốn, tham lam mà không đạt được. Có những cái tổn thương trong cuộc đời mà không giải quyết được. Có những sự mà mình chưa tha thứ được, đó là những điều ngổn ngang trong cuộc đời của mình. Tôi đứng đây tôi cũng phải thú tội của tôi. Tôi là counselor. Và khi tôi, một người bệnh nhân của tôi, bà đó là Beverly, bà mới về với Chúa rồi. Bà là counselor ở trong hội thánh 40 năm. Và hôm đó mình nghĩ là mình đi làm counseling cho người ta, nhưng mà bà đó bà làm counseling cho tôi. Nói chuyện qua, nói chuyện lại. Bà thấy một vấn đề ở trong tôi mà tôi không thấy. Tôi không thể tha thứ người khác dễ dàng được. Bà nói you have a problem of forgiveness, right? Tôi nói yes, I do. Bà nói là you có một số người trong cuộc đời của you làm tổn thương you nặng lắm, phải không? Tôi nói yes, I do. You đau lắm, phải không? You chưa có tha thứ người này được, phải không? Tôi nói yes, I have not. Bà nói tôi biết, I know. Bà nói thật ra you thuộc vào hạng 90% trong hội thánh. Tôi nói 90% gì vậy? Bà nói trong 40 năm qua tôi làm counselor cho hội thánh ở Los Gatos này nè, và nhiều khắp nơi này nè, bà là conference speaker. 90% của người tín hữu trong hội thánh không biết tha thứ cho nhau. Ouch. 90% chúng ta have a problem of forgiving. Mình chưa biết tha thứ cho người khác. Đây không phải là người thường nói, như là một người professional counselor. Chúng ta chưa biết cách tha thứ cho người khác. Quý vị biết không? Chúa dùng người đó dạy tôi. Tại vì tôi chưa biết tha thứ cho người kia. Và tôi phải khóc cho cái tội không tha thứ của tôi. Vì nó làm tôi đau. Nó làm tôi khổ bao nhiêu năm tháng. Cái bề bộn, cái clutter của tôi không phải là cái gara chuyện nhỏ. Cái đồ ngổn ngang ở trong cái trong lòng của tôi là bình không tha thứ. Và cái đó nó làm tôi khổ. Tôi ngủ không. 2 năm qua tôi bị shingles. Tôi bị dời lan. Mà tôi chưa bao giờ bị đau như vậy này. Như là 1000 mũi kim nó đâm vô cái hông của tôi rồi đấy. Mình bị shingles có 2 chỗ. 1 là trên mặt. 2 là ở đây. Okay. Và nó đau. Quý vị biết không? Hồi đó tôi cũng làm một sư quản nhiệm. Mà tôi phải bước lên bục giảng và tôi uống 5 loại thuốc painkiller.
để tôi đứng đó tôi giảng. Tôi giảng xong rồi tôi bước xuống ngồi ghế đó tôi collapse, tại vì nó đau quá đi. Và tôi đi bác sĩ hỏi, bác sĩ nói là are you under stress? Tôi nói yes. How many jobs are you doing? 3 job. You need to cut one before you die. Bác sĩ nhìn thẳng vào mặt tôi. You don't do 3 jobs. You cut 1 job right now. Và buộc tôi phải cut. Tại vì bị stress. Vào bữa hôm nọ tôi đi xe đạp ở gần nhà đây nè. Tôi té tôi xỉu mà tôi không biết tôi xỉu, máu me đầy mình hết á. Tôi nằm ở trên đường cái vậy đó, ở dưới 2 block cách đây nè. Và người ta chở tôi vô emergency room mà tôi không biết nữa. Là đến lúc là tôi nói là tôi phải de-stress, tôi phải declutter my heart and my mind. Quý vị nghĩ rằng điều này là mình, tôi không nói suông đâu. Tôi phải học cái bài học này đau đớn cho tôi. Tội này, tội của tôi. Nếu cuộc đời mình không có giải quyết những tổn thương, những điều cay đắng, những tham lam, những tham vọng mà mình không nhờ cậy vào Chúa, nó sẽ hại mình. Phao-lô là một người tài ba, quyền lực, thông minh. Người ta nói sau khi Chúa Giê-xu trong hội thánh ban đầu không ai giỏi bằng Phao-lô. Ai mà viết được 13 quyển sách Tân Ước đâu. Là một người rất là tài giỏi. Nhưng mà ông đi qua những kinh nghiệm đai cay đắng, buồn. Và ông học được bài học cuối cuộc đời của ông. Thơ Philip là thơ ông viết ở trong tù. Và có lẽ người ta nói sau đó ông bị chặt đầu chết, ông bị giết chết. Nhưng mà nếu mà đọc lại thơ Philip là một thơ tràn đầy sự vui mừng của tin lành của Chúa. Phao-lô học được bài học. Tôi không nhờ vào sức riêng của tôi nữa. Nhưng mà bây giờ Chúa làm cái tấm lòng của tôi nó mềm. Tôi bắt đầu nhờ cậy Chúa. Tôi không tự mãn, tự kiêu, tự đại nữa. Tôi không nhờ cậy sức riêng của mình nữa. Nhưng mà cuộc đời của tôi phải nhờ cậy Chúa. Nếu không thì tôi sẽ chết. Philip đoạn 1:21 Phao-lô nói gì? Đấng Christ là gì? Là sự sống của tôi. Ai mà nói một câu này nếu họ chưa từng trải được? Đấng Christ is my life. Nếu mà không có Chúa là tôi sẽ chết. Câu 2, đoạn 2 câu 24. Tôi có lòng trông cậy ở trong Chúa. Đây là một người được Chúa tôi luyện uống nắng cả một cuộc đời mới nói được những câu này. Đoạn 4 câu 10. Tôi rất vui mừng ở trong Chúa. Một người không còn gì nữa, không có gì nữa, đang ở trong tù. Nhưng mà cái hoàn cảnh ở trong tù không có định nghĩa con người và giá trị của ông. Nhưng giá trị của ông là Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em. Một số quý vị sẽ trải qua những thử thách trong sức khỏe. Một số quý vị sẽ trải qua những thử thách trong hôn nhân. Tôi nói một số thôi, not everybody. Một số quý vị sẽ trải qua thử thách trong sự nghiệp của mình. Năm nay 54 tuổi rồi, tôi cũng trải qua một số sự việc. Một số quý vị sẽ trải qua người khác phản bội mình. Okay. Mình sống ở trong một thế giới xa ngã. Một số quý vị sẽ trải qua một số người khác sẽ hiểu lầm về mình. Mình không sống như vậy, không làm như vậy, nhưng mà người ta nghĩ mình như vậy. Họ sẽ đoán xét mình. Nếu mà họ thương, họ cảm thông mình. Nếu họ không thương, họ sẽ chà đạp mình.
Họ dùng cái hoàn cảnh mình để đạp mình. Đủ thứ chuyện trên đời này hết. Đừng ngạc nhiên. Mình phản ứng như thế nào về những tình huống này? Mình có thể trả đũa lại. Nếu trả đũa không được thì mình cay đắng, mình giận hơn. Đủ thứ bệnh tâm linh và thuộc linh nó xảy ra. Và đó là những cái clutter, đó là những cái ngổn ngang trong cuộc sống mà tôi lo ngại hơn là nhiều đồ trong gara. Nhiều đồ trong gara thì cứ đi cho goodwill là vứt đi, lấy cái xe truck chở dục đi thì ok, no problem. Nhưng mà có những cái ngổn ngang trong cái trái tim này mà mình không vứt được nè, nó mới là nó giết mình. Có những cái tổn thương từ thuở ấu mà mình chưa được chữa lành, vẫn còn thổn thức, thao thức trong lòng mình. Đây là những điều mà mình phải chạy đến Chúa. Chúa ơi, con tự cứu con không được, con bất lực, con nhờ Chúa, xin Chúa cứu con. Mình đầu hàng với Chúa. Con chịu hết nỗi con rồi. Người khác chịu hết nỗi con là đó là no problem rồi. Nhưng mà con cũng chịu hết nỗi chính mình con rồi. Con giao chính mình con cho Chúa. Cái bài học này nó dạy chúng ta điều gì? Hãy tập trung vào Chúa giữa những thách thức và biến động ở trong cuộc đời của mình. Mỗi người sẽ trải qua sự hạnh phúc. Yes! Một số chúng ta sẽ trải qua sự thành công. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà last time I checked, nhiều con người của chúng ta ở trong thế giới sa ngã và tội lỗi này, tội mình và tội người khác đổ vô trong mình, mình sẽ kinh nghiệm nhiều sự đau đớn. Nhưng mà mình phải giữ vững lòng tin ở trong Chúa. Ground yourself in God, in Jesus. Đặt cái nền của mình, cái cuộc đời của mình, gia đình của mình, hội thánh của mình, cộng đồng đức tin của mình ở trong sự nhờ cậy của Chúa. Ngày nào mà mình tự lực cánh sinh, mình nhờ cậy mình, là lúc đó mình sa vào cám dỗ. Lúc nào mà mình không hay, xin lời Chúa chạm đến lòng của tôi, chạm đến lòng của các bạn, để Thánh Linh làm việc trong lời của Chúa. Xin mời mục sư Paul đến đây. Can you pray for us? I feel we need to be prayed for.